Lại nữa, Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không ngoại, không nội ngoại, không không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, không biên giới, không tản mạn, không không đổi khác, không bổn tánh, không tự tướng, không cộng tướng, không tất cả pháp, không chẳng thể nắm bắt được, không không tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, cái không nội, cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh không nội và cái danh không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh không ngoại, cho đến không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của cái không nội, hoặc thường vô thường của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thường vô thường của cái không nội và cái danh thường vô thường của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của cái không nội, hoặc lạc khổ của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh lạc khổ của cái không nội và cái danh lạc khổ của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của cái không nội, hoặc ngã vô ngã của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh ngã vô ngã của cái không nội và cái danh ngã vô ngã của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của cái không nội, hoặc tịnh bất tịnh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh tịnh bất tịnh của cái không nội và cái danh tịnh bất tịnh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn,
hoặc không bất không của cái không nội, hoặc không bất không của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh không bất không của cái không nội, và cái danh không bất không của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của cái không nội, hoặc hữu tướng vô tướng của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của cái không nội, và cái danh hữu tướng vô tướng của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Hết quyển thứ 28.